Vì pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy, từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt mười địa Bồ Tát, chẳng tư duy phân biệt tướng của mười địa Bồ Tát, chẳng tư duy phân biệt tánh của mười địa Bồ Tát là vì sao? Vì mười địa Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy, từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt năm loại mắt, chẳng tư duy phân biệt sáu phép thần thông, chẳng tư duy phân biệt tướng của năm loại mắt, chẳng tư duy phân biệt tướng của sáu phép thần thông, chẳng tư duy phân biệt tánh của năm loại mắt, chẳng tư duy phân biệt tánh của sáu phép thần thông là vì sao? Vì năm loại mắt, sáu phép thần thông chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy, từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt mười lực Phật, chẳng tư duy phân biệt bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng tư duy phân biệt tướng của 10 lực Phật, chẳng tư duy phân biệt tướng của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng tư duy phân biệt tánh của 10 lực Phật, chẳng tư duy phân biệt tánh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là vì sao? Vì 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy, từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt pháp không quên mất, chẳng tư duy phân biệt tánh luôn luôn xả, chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp không quên mất, chẳng tư duy phân biệt tướng của tánh luôn luôn xả, chẳng tư duy phân biệt tánh của pháp không quên mất, chẳng tư duy phân biệt tánh của tánh luôn luôn xả là vì sao? Vì pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy, từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt trí nhất thiết, chẳng tư duy phân biệt trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng tư duy phân biệt tướng của trí nhất thiết, chẳng tư duy phân biệt tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng tư duy phân biệt tánh của trí nhất thiết, chẳng tư duy phân biệt tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy, từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng tư duy phân biệt tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng tư duy phân biệt tướng của tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng tư duy phân biệt tướng của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng tư duy phân biệt tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng tư duy phân biệt tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy, từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt quả dự lưu, chẳng tư duy phân biệt quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, chẳng tư duy phân biệt tướng của quả dự lưu, chẳng tư duy phân biệt tướng của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, chẳng tư duy phân biệt tánh của quả dự lưu, chẳng tư duy phân biệt tánh của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán là vì sao? Vì quả dự lưu, quả nhất lai bất hoàn A-la-hán chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy, từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt quả vị độc giác, chẳng tư duy phân biệt tướng quả vị độc giác, chẳng tư duy phân biệt tánh của quả vị độc giác,
là vì sao? Vì quả vị độc giác chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép Ba La Mật Đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều Đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng tư duy phân biệt tất cả hạnh Đại Bồ Tát, chẳng tư duy phân biệt tướng của tất cả hạnh Đại Bồ Tát, chẳng tư duy phân biệt tánh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là vì sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép Ba La Mật Đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều Đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng tư duy phân biệt quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng tư duy phân biệt tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng tư duy phân biệt tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết, Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép Ba La Mật Đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều Đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy rất là sâu xa. Phật dạy: Đúng vậy, này thiện hiện, vì sắc sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì thọ tưởng hành thức sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì nhãn xứ sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì sắc xứ sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì thanh hương vị xúc pháp xứ sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì nhãn giới sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm xuyên sanh ra sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì nhĩ giới sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì tỷ giới sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì thiệt giới sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì thân giới sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì ý giới sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì địa giới sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì thủy hỏa phong không thức giới sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì vô minh sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì bố thí Ba La Mật Đa sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Ba La Mật Đa sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì pháp không nội sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì thánh đế khổ sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa,
Vì thánh đế tập diệt đạo sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì bốn tịnh lự sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì tám giải thoát sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì năm loại mắt sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sáu phép thần thông sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì mười lực Phật sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì pháp không quên mất sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì tánh luôn luôn xả sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì quả dự lưu sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì quả vị độc giác sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì vậy nên gọi Bát Nhã Ba La Mật Đa là rất sâu xa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là khối báu lớn. Phật dạy, đúng vậy, vì Bát Nhã có khả năng ban cho hữu tình báu công đức. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng kẻ nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, các thánh đế. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu 10 địa Bồ Tát. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy có khả năng ban cho hữu tình pháp báu, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.
Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng ban cho hữu tình pháp báu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng ban cho hữu tình pháp báu tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng ban cho hữu tình pháp báu quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng ban cho hữu tình pháp báu quả vị độc giác. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng ban cho hữu tình pháp báu tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này thiện hiện, khối châu báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, có khả năng ban cho hữu tình pháp báu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì vậy nên gọi Bát Nhã Ba La Mật Đa là khối báu lớn. Hết quyển thứ 301.